Dạ vâng, xin được gửi lời chào cũng như lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh em yêu thích và đam mê đồ lính nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với shop của em. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu và chia sẻ cho anh em về những cái phụ kiện, vật tư phục vụ chúng ta mùa đông lạnh giá năm nay. Thì như các bác biết đấy, ở miền Bắc thì không khí lạnh tràn về thực sự rồi. Tại địa phương em thời điểm này là cũng là bây giờ em làm cái video này là tầm 11 giờ 30 mà có hưởng nắng nhá, nhưng nhiệt độ cũng xấp xỉ từ 13 đến 14 độ thôi, nó rất là lạnh. Nếu mà tay không chân không mà đi ra đường là cực kỳ là cóng, nên mà chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ các vật tư phụ kiện khi mà chúng ta đi ra đường hoặc chúng ta có công việc mà đi ra ngoài trời. Còn nếu cũng ở trong nhà thì nó cũng ấm thôi, nhưng mà thực sự là đã rất là lạnh rồi. Thì cũng chia sẻ cho toàn thể các anh em luôn. Thời gian qua thì em đã cung cấp cho tất cả các bác những cái vật tư phụ kiện của quân đội, đó là những cái áo khoác nỉ này, bộ quần áo thu đông, hay là những chiếc mũ bông, hay là những chiếc áo bông như thế này, hoặc những đôi tất ấm như thế này, đó để phục vụ các bác trong mùa đông năm nay. Đó, thì nếu anh em nào có nhu cầu mua mũ đấy, để tặng bố, tặng bác, tặng ông thì anh em cứ liên hệ. Đây là mũ bông rất đẹp này. Đó. Các bác mua thì sẽ gắn một cái sao này tặng các bác nhé. Đó, rất đẹp luôn và cực kỳ là ấm. Đây, mũ bông này chúng ta chỉ cần một set đồ, ví dụ như là mũ bông hoặc một chiếc áo bông này và quần dài là đi ra đường rất là ok rồi. Mũ bông này thì nó giữ ấm phần đầu và phần tai của chúng ta rất là tốt nhé. Đó là về mũ bông. Còn nếu mà anh em nào muốn mua một bộ quần áo thu đông để sử dụng sinh hoạt tại nhà, ví dụ đi ngủ thời tiết mùa đông này, chúng ta mặc cái bộ này thì rất là hợp này. Đây là bộ thu đông của sĩ quan lục quân nhá anh em, có cả sĩ quan biên phòng nữa, anh em có nhu cầu cứ liên hệ nhé. Đây rất là hay luôn, đó, cực kỳ là đẹp cổ tim nhé. Đó, anh em cứ quan anh em cứ quan sát và lựa chọn. Đây đây là áo khoác nỉ này, áo khoác nỉ này để chúng ta sử dụng khi mà trời nó không quá lạnh lắm thì chúng ta khoác bên ngoài thôi, cũng dạng cổ tim luôn, rất là đẹp, rất là dày dặn này, chất liệu khoác nỉ nhé, cực kỳ là rẻ thôi. Đó, đây là áo khoác nỉ sĩ quan lục quân. Đó, rất là đẹp luôn. Đây tất này, đơn giản là những cái đôi tất như này thôi. Đây tất quân nhu, đó đây tất quân nhu này, đây anh em, tổng cục hậu cần cục quân nhu này, tất quân nhu nữa, 20.000 một đôi thôi. Đó, co giãn rất tốt và cực kỳ ấm và là bền. Cơ bản là tất cả những cái đồ phụ kiện vật tư của quân nhu này cực kỳ là bền. Có thể là so với những anh em trẻ tuổi thì người ta không thấy thời trang lắm, nhưng mà thực sự nó bền ấy. Cái giá trị sử dụng của nó rất tốt và nó cũng giá cả nó hợp lý nữa. Đây, còn đây là áo bông, hàng này hàng cực hiếm, siêu phẩm của sĩ quan đặc công. Áo bông dần di ra báo nhá, ba lớp hai mặt đó, anh em thích mặc mặt dần di hoặc là anh em thích mặc mặt thường cũng được, rất là ok nhé, cực kỳ là đẹp luôn, nó màu nó rất là sạch và sang. Và cũng chia sẻ cho anh em luôn, đó là ở ngoài thị trường ấy nó có một cái mẫu áo nữa, cũng là mẫu áo khoác sĩ quan, nhưng cái loại đấy nó chỉ có hai lớp hai mặt thôi nhé, giá nó sẽ rẻ hơn cái mẫu áo bông dành cho sĩ quan này anh em, nên là anh em cần phải chú ý đấy khi mua những cái sản phẩm đấy nhé. Đó, cần phải chú ý. Bởi vì sao? Các anh em cứ thấy giá rẻ rẻ nên mua đặt về nó giống hệt như cái áo bông này luôn. Đó, cũng có đai quai như này và cũng có hai mặt luôn. Nhưng nó không có lớp bông ở giữa. Đó là nó là cái dạng áo khoác dành cho lực lượng dành cho những quân nhân phục vụ ở phía Nam. Đấy, chính xác hơn là trong thời tiết ở trong Nam thì nó ấm hơn, nó không quá rét nên là người ta không sử dụng cái mẫu áo bông mà người ta chỉ sử dụng cái mẫu áo khoác thôi. Đó là áo khoác hai lớp hai mặt, chính xác là áo khoác hai lớp hai mặt, nó rẻ hơn đó. Nên là anh em ví dụ như người ta lợi dụng khi các bác không hiểu biết, người ta gửi cho các bác cái hai lớp hai mặt đấy giá rẻ là các bác ưng rồi, nhưng thực ra các bác không biết là tại sao nó lại mỏng như vậy, bởi vì nó không phải là áo bông. Còn đây là áo bông này, dạng áo bông này, cầm đấy, anh em nhìn cầm nó dày nó như này cơ mà. Đó, ba lớp, đây là ba lớp hai mặt, có nghĩa là một lớp dàn di và một lớp màu ô liu K03 này, K08 này, và bên trong có một lớp bông nữa, cực kỳ là ấm luôn, em nói thật luôn, cái bộ này rất là ấm. Đó,
đây là mẫu áo bông độc công. Còn là mẫu áo bông của Lục Quân, đây mẫu áo bông Lục Quân vẫn là màu cơ bản là màu ca màu dần di kiểu bản to K07 nha anh em. Đó, cực kỳ là dày dặn, rất ấm này các bác, nhìn nó to như thế này cơ mà còn cái áo kia nó gập vài nó nhỏ đó. Đó. Và một cái đặc điểm nữa đó là mẫu này là mẫu của sĩ quan. Đây là nó có hai cái túi chéo ở phần hông này. Đây, phần sườn này, hai túi chéo chính xác là hai túi chéo ở phần sườn nhá. Cả hai mặt đều có hai túi chéo luôn. Nên là cái áo này với tổng hai mặt thì nó sẽ là 4 túi. Đó. À 8 túi, đó, cho anh em lựa chọn. Còn một cái loại nữa đó là loại của chiến sĩ. Khi mà họ nhập ngũ người ta được phát đấy. Cái áo đấy nó không có hai cái túi chéo này đâu ạ. Hàng của chiến sĩ nó không có hai túi chéo và nó sẽ mỏng hơn của sĩ quan một chút. Đó. Nên nó sẽ rẻ hơn nhé. Đó. Nên anh em mua anh em cứ cân nhắc kỹ đấy. Đó. Anh em có nhu cầu anh em cứ cân nhắc kỹ và anh em tìm hiểu kỹ về sản phẩm. Đó. Thì anh em sẽ tránh được những cái sai lầm hay những cái tổn thất nó không đáng có. Còn anh em có nhu cầu thực sự hãy cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai cái đầu số điện thoại bên dưới. Em sẽ tư vấn thông tin sản phẩm rõ ràng nhất cho anh em. Đó. Anh em hiểu, anh em ok thì chúng ta tiến hành giao lưu. Vậy thôi. Em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.